Đây là hai dòng máy trợ thính Rionet được sản xuất tại Nhật và là dòng máy trợ thính gắn trên vành tay không dây. Vậy giống nhau và khác nhau chỗ nào? Đây là máy trợ thính HB23B ha, 2.150.000 dòng truyền thống, và dòng kỹ thuật số đời mới nhất là 6.600.000, tất cả đều bảo hành chính hãng 1 năm. Thì bên trong máy chúng ta sẽ thấy nó cỡ ngón tay út giống nhau ha. Đây là máy trợ thính HB23B 2.150.000, và đây là dòng máy trợ thính đời mới nhất 2023, dòng máy trợ thính HB D8L. Chúng ta thấy cái thiết kế nó sẽ đẹp hơn, thời trang hơn. Chúng ta so sánh ha, cái dòng này nó hơi to hơn một chút, dòng này nhỏ gọn hơn. Đặc biệt là cái dòng đời mới chúng ta sẽ để pin hai chiều đều được, không sợ bị ngược pin nha. Và do đây là dòng kỹ thuật số nên cái độ lọc nhiễu rất là tốt. Chúng ta chỉnh sang chế độ MT là có thể vừa xài bình thường và vừa nghe điện thoại, và M là nghe bình thường. Chỉnh volume từ 1 đến 4. Và bên cạnh đó chúng ta có thể cài đặt chuyên sâu ở bên trong đây. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, cô chú anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Sơn, hoặc là đến cửa hàng để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn. Hoặc là chúng ta có thể vào video trên kênh Sức Khỏe 60 giây để tìm hiểu từng sản phẩm này. Đây là dòng máy trợ thính không dây 6.600.000, dòng kỹ thuật số, âm thanh lớn, lọc nhiễu tốt, nghe điện thoại được. Và đây là dòng truyền thống giá bình dân hơn, 2.150.000. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.